với nhau rồi. Và bây giờ hiện tại đang bán con viêm trụ Rengoku anh em ạ. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu một nhấp. Ồ, rất tiếc là không ra gì cả cho nên thôi. 10. gọi là gì nhỉ? 2 à 10 nhấp đi. Để xem 10 nhấp nó có ra cái gì không nha anh em nhé. What? Cái gì nó mới xảy ra đấy anh em? Cái gì nó mới xảy ra đấy? Hình như mình mới dính con viêm trụ đúng không? What? The fuck? Ôi vãi cả cứt à. Holy shit. Thôi quay nốt chiếu kim cương còn lại đi anh em. Frieza này. Uru này. Senku này. Vãi cứt. Tôi đang định kiểu lâu lâu một tí nhưng mà ôi rồi ôi. Nó ra nhanh nhanh hơn tôi tưởng cơ các bạn ạ. Oh my shit. Mình tưởng nó phải lâu lắm chứ trời. Nó ra còn nhanh hơn cả tốc độ người yêu cũ vào mặt mình. Holy fucker. Equip vào và đi review ngay thôi chứ sao. Equip này. Và con này là sẽ Evolve lên được Final Form anh em ạ. Ok. Ok bắt đầu mình sẽ bỏ một con này đi. Bỏ hết mấy con này. Ok. Chết, bỏ quên một con Zoro này. Rồi, từ để mình summon nốt lần cuối nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi review con Rengoku cho anh em nhé. Ok, đi nào. Ok, bây giờ chúng ta cũng đã đủ tiền để đặt con viêm trụ anh em ạ. Và con này không phải là con AoE anh em ơi. Nó chỉ tấn công một mục tiêu thôi anh em ạ. Ui, chán đấy nhờ, mình tưởng nó phải tấn công nhiều mục tiêu chứ. Nếu như nó tấn công nhiều mục tiêu thì sẽ ngon hơn là nếu như chỉ tấn công một mục tiêu. Thì bây giờ xét xem lượng đam nó cao nhá. Thì mới vào game nhìn phát là thấy 90 đam rồi. Vâng. 90 đam. Bán mẹ con này đi anh em ạ. Con này đánh bao nhiêu giây? 6,5 giây một đòn thôi anh em. Wow. What? 6,5 giây một đòn mà nó đánh cái chậm. Đây. Lửa. Này, chém này. Đấy. Chỉ thế thôi anh em. Không có gì đặc biệt cả. Ok, nâng cấp thêm một cái. Ui, 186 đam. Cái lượng đam nhìn vô lý vậy. Hư cấu. Một cái lượng đam nhìn rất là hư cấu anh em ạ. Để coi nhá, để coi nhá. Một cái lượng đam nó khá là hư cấu và vô lý đấy anh em. Đây. Đây anh em ạ. Ui dồi ôi, nó ngầu lòi chưa? Thì gọi là... Ôi, chém. Rồi, để coi nhá. Để coi Fire Steam là như thế nào này. Fire Steam. Ồ, nó sẽ lướt lên anh em ạ. Lướt lên. Và thực ra mấy con mà đánh một mục tiêu như này khá là khó để sử dụng đấy. Ok. 10, 10, 10. Ok, không sao hết. Với bình thường, 300 đam thôi anh em. Wow. 300 đam. Quá là kinh khủng đi mà. Từ từ để mình nâng cấp con này lên một tí đã. Chứ không là chết mất. Chứ không tim mình ăn shit mất. Rồi, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp con này tiếp này. Wow, man. Đừng có đùa vậy chứ. Nó mạnh một cách vô lý thôi anh em. Ui, cái lượng đam của nó kìa. 330 một đam nha anh em. Nhưng mà chỉ được tội cái là con này nó lại không phải AoE. Nó lại chỉ là một mục tiêu duy nhất thôi anh em. Cho nên là nó sẽ khá là khó để có thể sử dụng. Đấy, ok. Ok, bây giờ thì thường người ta sẽ chuộng những con thuộc dạng AoE hơn là những con này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp
tiếp cho nó là thành 510 đam đúng không? Ok là 1.000, 1.000 tiền là sẽ lên 500. Ui. 750 đam nha anh em. 1.000 tiền nữa sẽ lên 750 đam cộng với cả Dragon Dance, điệu nhảy của rồng à. What the fuck ạ? Wow, để coi thử nào, để coi thử nào. Coi skill này nó sẽ như thế nào. Đây, Dragon Dance. Ui rồi, ui. AOE, AOE, bây giờ nó mới trở thành một con AOE này anh em ạ. Bây giờ nó đã chính thức trở thành một con AOE này. Ui rồi, ui. Nó xịn sò con bò. Để mình chỉnh nó sang thành last. The fuck. Ui dồi ôi nó khỏe. Ui dồi ôi đẹp. Đẹp lắm thế game ơi. Siêu đẹp luôn. Cộng với cả một lượng đam quá lớn này. Con này mới chỉ level 21 thôi anh em ạ. Oh my godness. Oh my god. Ok nâng lên 1.110 đam. Holy shit. 1.110 đam. Nó có phải kinh khủng vậy không nhỉ? Trời ơi, kinh vãi anh em ơi. Đừng có đùa vậy chứ. 1.110 đam thôi anh em, có phải trò đùa đâu. Oh. Kinh khủng, quá kinh khủng. Mà có AOE nha anh em, mình ấy tưởng không có nhưng thực ra lại có nha. Ui trời ơi. Khỏe quá, khỏe quá, thôi bán hết mấy con này đi. Cho mình nó cân có khi còn được ấy. Rồi nhìn nè. Chém. Ui sồi ôi. Quá ngon rồi. Mình sẽ chỉ đặt một con này ở đây để cho nó thủ thôi. Nhớ đâu team bạn nó có vượt qua thì may ra còn được đấy. May ra vượt qua thì nó còn có thể bắn. Kinh khủng. Không thể nhờn được với cả con rừng viêm trụ. Vậy mình đánh giá con này một con cực mạnh. Đó, anh em nào mà dính con này thì quá tuyệt vời. Không còn gì để nói về con viêm trụ Rengoku này. Quá mạnh rồi, không thể nào nói được nữa. Đấy, anh em thấy không? Chỗ 1.000 đam thôi anh em. Vậy là hai chém chết con boss. Wow. Còn con này thì chắc đứng đây chưng thôi. Chứ từ bây giờ đến lúc hết game cũng chẳng dùng tới nó đâu mà. Đây anh em, mình sẽ đặt một con đây để mình chụp hình. Đấy. Ngầu lòi không? Ngầu lòi không? Chụp hình phát coi. Đây. Đấy, rất tuyệt vời. Xẹo. Rồi, một con thôi anh em, đâu cần nhiều đâu. Một con thôi đấy. Một con thôi là cân hết rồi. Quá là đơn giản và easy luôn á. Rồi, ui số ơi, tôi tưởng lúc đầu tôi tưởng nó lại là đánh một con, nếu như đánh một mục tiêu thì đúng lại hơi yếu thật. Nhưng mà ai ngờ đâu lại còn AOE mà lại còn 1.000 đam thế này, chết con nhà người ta rồi. Ôi rồi ôi, thế này thôi rồi. Con này bá rồi, quá bá rồi. Có khi mạnh hơn Tony Stark rồi đấy anh em ạ. Mạnh hơn rồi đấy. Ôi, chém. Ôi, con này vượt qua rồi. Con này vượt qua được thì cũng kinh đấy. Trời ơi, mà skill hiệu ứng nó đẹp ghê anh em. Để tôi chụp tấm hình lại làm kỷ niệm coi. Đó. Rồi. Quá xịn sò đi. Chép. Ê. À, xịn sò quá. Ui sồi ôi. Xịn sò. Rồi. Nâng thêm một con nữa đi. Nâng thêm một con nữa cho nó đẹp đội hình. Ok. Rồi. Đẹp đội hình nhá. Quá đẹp luôn ấy. Con này là một trong những con mà mình cảm thấy skill vừa đẹp mà lại còn vừa mạnh. Ê, không còn gì để chối cãi về cái sức mạnh con này đâu. Ok. Quá kinh khủng đi. Chưa bao giờ có thấy con nào mà nó như thế này. Admin mà cứ như thế này chết. Chết mất.
Bắn. Rồi, ok. Ok luôn, ok luôn, ok luôn, ok luôn. Đấy. Thì bây giờ chúng ta đợi boss ra thôi chứ sao. Rồi, đợi boss thôi. Chứ đâu thể nào mà nói gì thêm được nữa. Không còn gì để nói về cái quả này rồi. Quả này quả 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 quá kinh rồi. Không còn gì để nói nữa anh em. Rồi. Chém đi, chém đi. Khá là thơm đến từ vị trí của viêm trụ Rengoku. Đấy. Coi nào. Tiếp tục chém. Rất thơm. Rất thơm. 1.000 máu thôi anh em. 1.000 máu một lần chém nha. Vậy là coi như là chỉ cần hai chém thôi là hai con này chém thôi là con boss die ngay vào luôn anh em ạ. Quá kinh khủng. Đây. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Thì có thể là mình sẽ để cái arc này ở dưới phần mô tả nhá anh em, đây gọi là giveaway arc đấy. À, có Rengoku đấy. Ok, anh em lấy về test thì test, không thì thôi. Dùng luôn cũng được, không sao hết. Đấy. Tùy vào anh em sử dụng. Thì có con Uri Uru chứ, nhầm Uru. Ở đằng sau nó trống rồi, không cần lo về cái khoản đấy mới. Chém. Rồi, con này cũng chém luôn. Chém luôn. Rồi. Boss đây, xem boss chịu được mấy chém nhá. Rồi. Đây. Rồi, rồi, thẳng luôn. What? Và ok, cái bản review viêm trụ của mình đấy là kết thúc rồi nha. Đấy anh em thấy hay, like và subscribe kênh mình. Đừng nát like, đừng nát subscribe, đừng chuông để nhận nhiều thông báo khác nha. Và giờ thì bye.